chào quý vị khán giả đến với chương trình Nhịp cầu nghệ sĩ do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Công ty Truyền thông Sóng Việt thực hiện cùng với sự tài trợ của nhãn hàng heo bò chạy đầu Remus Men. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua khi mà chương trình được phát sóng thì có rất nhiều những vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình, và trong những lá thư đó thì ngoài những tình cảm và những mong muốn được tâm sự với các nghệ sĩ mà mình yêu mến thì ở cuối thư các bạn thường hay có kèm một lời nhắn nhủ, đó là mong muốn chương trình hãy gửi tặng mình những cái poster hoặc là những cái album có tặng kèm chữ ký của các nghệ sĩ nữa. Nhưng thưa quý vị, vì mong muốn quý vị quá nhiều đi nên chúng tôi không thể đáp ứng được hết. Vì vậy trong chương trình sẽ có thêm phần câu hỏi. Quý vị khán giả nào may mắn nhận được phần thưởng của chương trình thì ngoài phần thưởng đó quý vị còn nhận được thêm những phần quà của nghệ sĩ như những poster, những album có đính kèm chữ ký của nghệ sĩ. Dạ, thưa quý vị và các bạn, hy vọng là quý vị và các bạn cũng hãy thông cảm và ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ quay trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ một nam ca sĩ. Khi nghe nhắc đến tên anh thì có lẽ là quý vị và các bạn cũng cảm thấy hơi lạ lạ. Nhưng thưa quý vị và các bạn, anh ấy đã đi hát từ khi lên 6 tuổi, nhưng với một cái tên khác, đó là Cảnh Sơn. Và sau một thời gian dài hiểm hơi lặng tiếng, anh đã quay trở lại với nền âm nhạc với một live show hết sức hoành tráng mang tên Tôi Vẫn Hát và một địa danh hoàn toàn mới. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả và các bạn chúng ta hãy cùng gặp gỡ nam ca sĩ Nhật Sơn. Qua Nhịp cầu nghệ sĩ thì cho phép Sơn gửi đến tất cả quý vị khán giả có mặt ở đây cũng như quý vị khán giả của màn ảnh nhỏ lời chào trân trọng và thân thương nhất. Dạ, thưa anh Nhật Sơn ạ, lời đầu tiên thì cho phép anh Thơ được thay mặt những người thực hiện chương trình cảm ơn anh đã nhận lời mời đến với chương trình ngày hôm nay. Và có thể là đầu tiên anh nên cho khán giả một lời giải thích ạ. Anh biến ra mất tiêu một thời gian cũng hơi lâu lâu một chút. Thực ra là như thế này cũng đơn giản hơn thôi ạ. Là Sơn đi hát từ năm lên 6. Cứ thế thì tiếp tục cái khả năng và cái năng khiếu hát của Sơn nó cứ thế nó bộc lộ. Ngày qua ngày cứ hát vô tư hát vậy. Thì đến một cái giai đoạn người trưởng thành, tuổi thiếu niên 14, 15 gì đó thì Sơn bị bể tiếng. Không có lựa chọn khác, buộc lòng phải tạm ngưng hẳn ca hát một thời gian. Và mãi cho đến năm 18 tuổi thì tiếng nói của mình nó mới trở lại cái trạng thái bình thường. Sơn bắt đầu việc luyện thanh để lấy lại cái sự ổn định cho Dương Thanh Quản. Thì sau 2 năm luyện thanh, Sơn chính thức quay trở lại với sân khấu ca nhạc. Thì phải hoạt động đều đặn trở lại. Và đến đầu năm 2006 thì Sơn bắt tay cho vol 1 đầu tay Tôi Vẫn Hát và đã phát hành hồi đầu năm nay 2007. Dạ, khi quay trở lại với sân khấu ca nhạc thì Sơn lại chọn một nghệ danh mới là Nhật Sơn. Tại sao Sơn không giữ cái nghệ danh cũ mà là Cảnh Sơn? Sơn muốn tất cả các cô chú, các anh chị đồng nghiệp ngày xưa cũng như những khán thính giả nào đã từng biết cậu bé hát ngày xưa thì nhớ đến cậu bé hát Cảnh Sơn. Còn khi quay trở lại với sân khấu thì Sơn coi đó lại là một cột mốc lớn nữa trong cuộc đời ca hát của mình. Thì Sơn muốn mình sang hẳn một chương mới cho sự nghiệp với một cái tên mới. Như Sơn vừa nói là Sơn đi hát từ năm 6 tuổi có phải không? Đó là tuổi rất còn nhỏ. Vậy thì cơ duyên nào mà đã đưa Sơn tới sân khấu ca nhạc như vậy? Không phải là cơ duyên đâu ạ. Mà như ông bà Việt Nam mình vẫn nói thì con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Nhiều thế hệ trong gia đình nội ngoại của Sơn đều là những người hoạt động nghệ thuật. Thì đó là cái sự thừa hưởng lại. Và cái sự thừa hưởng đó nó hình thành một năng khiếu và nó thể hiện sớm, thì không lý do gì gia đình không hỗ trợ, và tất cả những cái điều kiện như vậy thì đã mang cậu bé hát lên sân khấu, và lý do tại sao có cậu bé hát. Dạ vâng ạ, nói chung là rất là thuận lợi bởi vì có sự hỗ trợ từ phía gia đình. Nhưng lúc đó với một cậu bé còn 6 tuổi có thể bước lên sân khấu và biểu diễn cùng với lại những anh chị ở những cái chương trình chuyên nghiệp, lúc đó cảm giác của anh như thế nào? Ngoài việc biết hát ra thì Sơn cũng là một cậu bé như bao nhiêu đứa bé khác, không nghi ngờ nhiều đâu, chưa biết sợ, chưa biết lo lắng, chưa biết căng thẳng. Khi mà đứng sau hội trường chỉ mong sao nghe được tiếng nhạc là nhảy là hát. Thì cái ấn tượng mà Sơn nhớ nhất lúc bấy giờ thì chỉ là sự yêu thương và đón nhận của khán giả, nó quá ồ ạt và chỉ thế thôi, đơn giản chỉ vậy thôi. Tới bây giờ khi mà nhắc lại thì còn nhớ không ạ? Cái loại như thế nào ạ? Như in.
Sơn nhớ là năm đó Sơn độ khoảng 9 tuổi thì Sơn có đi lưu diễn tại thủ đô Hà Nội ở cung văn hóa hữu nghị Việt Xô. Thì Sơn đã hát ở đó suốt 45 suất hát. Sơn không bao giờ quên cái bài hát Lòng Mẹ của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn. Khi Sơn hát trong suốt bài hát thì không dưới 5 lần, toàn bộ khán phòng đã vỗ tay, vỗ tay rất lớn và rất dài. Và sau khi kết thúc bài hát thì rất đông quý vị khán giả bảo là hát lại đi. Thì cứ thế bài hát đó trong một đêm diễn Sơn hát đến 2 lần và suốt 45 suất diễn. Và bên cạnh đó là những cái giọt nước mắt của các cô khán giả, các cô, các chị khán giả nữa. Quả tình là tuy chưa suy nghĩ được sâu sắc lúc bấy giờ nhưng Sơn rất là vui và không bao giờ quên những cái hình ảnh đó. Một kỷ niệm khó phai đúng không Sơn? Khi mà Sơn lớn một chút nữa, rồi như Sơn nói là giai đoạn trưởng thành thì Sơn bị bể giọng. Bể giọng thì Sơn bắt buộc phải ngưng hát một khoảng thời gian. Vậy thì khi mà đi đến quyết định đó, Sơn có suy nghĩ nhiều hay không? Ngoài cảm giác duy nhất rất buồn. Rồi bây giờ thôi thì chúng ta cũng tạm biệt cậu bé Cảnh Sơn, bởi vì nó cũng là giai đoạn lúc trước đúng không ạ? Còn bây giờ đang ngồi với chúng ta đây là anh chàng Nhật Sơn đúng không ạ? Vậy thì thôi bây giờ để thể hiện sự quay lại của mình thì anh có thể tặng cho khán giả ở trong phim trường ngày hôm nay cũng như là những khán giả đang theo dõi bên mạng nhỏ một ca khúc của anh có được không ạ? Vâng, rất sẵn lòng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Hoài An và nó nằm trong vol 1 Tôi Vẫn Hát, Sơn vừa phát hành hồi đầu năm nay. Sẽ được hát tặng tất cả bài hát Chuyện Đời Khó Nói. Vâng. Chuyện đời khó nói phải không người ơi, vì xa xa đổi thay thế nào, đã xa rời bao lâu lòng càng che giấu, yêu thương càng vì ai khác sao. Chuyện đời khó nói cũng vậy thôi, chẳng thấy đẹp làm sao xa nghe. Giữa tiếng cười chua cay từng ngày càng nóng say, mà đem về thì phố vòng tay. Chuyện đời khó nói lắm ai ơi, cuộc đời như sao băng giữa vùng trời. Thì rồi lòng lúc âm thầm hoan không tính xa. Chuyện đời khó nói lắm ai ơi, từ xa như mây trôi có trong đời. Vì mơ ánh mắt chân tình xưa. Chuyện đời khó nói lắm ai ơi, cuộc đời như sao băng giữa vùng trời. Để rồi lòng lớn âm thầm hát không tình xa. Chuyện đời khó nói lắm ai ơi, xa như mây trôi bóng trong đời. Khi mưa ánh mắt chân tình xưa. Anh Thơ thấy là trong album Tôi Vẫn Hát thì anh Thơ thấy là có rất là nhiều, gần như đa phần là những bản ballad nhẹ nhàng đúng không ạ? Rồi trong đó cũng có một bài dance R&B, dạ vâng, mà cũng có một bài dance. Vậy thì đâu mới là phong cách mà anh muốn hướng đến trong thời gian tới ạ? Đây là cái câu hỏi mà tương tự với tất cả quý vị ở đây là rất nhiều người đặt ra cho Sơn rồi, ngay cả những cái biên tập viên trong album của Sơn có thể nói là mối quan tâm lớn nhất. Nhưng mà riêng cá nhân suy nghĩ của Sơn, Sơn muốn chia sẻ với quý vị rằng là âm nhạc nó là một cái gì đó chạm đến cảm xúc, thì người ca sĩ là người có nhiệm vụ làm sao để điều đó thực sự
chạm đến người nghe. Và tiêu chí đầu tiên của Sơn là mình phải làm sao thể hiện được hết tình cảm của bài hát và bộc lộ được hết cái lửa và cái nhiệt huyết trong chính con người mình đối với bài hát. Có như vậy thì dù ca khúc đó nó là ballad, nó là slow rock hay nó là dance bất kỳ, khi mình đã làm được những cái trọng tâm như thế thì người nghe có thể họ sẽ chấp nhận dễ hơn. Một câu hỏi nhỏ nữa cho ca sĩ Nhật Sơn là ví dụ như những bản ballad đó mà Sơn diễn ở trong những tụ điểm như quán bar đi chẳng hạn, thì Sơn có nghĩ là mình sẽ phối lại những bản ballad dễ dàng đó thành bản phối mới, sôi động hơn, dance hơn, giống như những ca sĩ khác, những ca sĩ trẻ khác là thường làm. Sơn hiểu ý của Đông rồi. Sơn thì là Sơn muốn giữ nguyên cái vẻ đẹp vốn có của bất kỳ điều gì, và nhất là âm nhạc. Nếu như cái người tác giả họ đã tạo ra đứa con tinh thần của mình trên một cái nền âm nhạc như vậy thì Sơn nghĩ là không ai muốn thay hình đổi dạng con của mình đâu. Và bản thân Sơn rất trân trọng điều đó. Vâng ạ. Còn bây giờ thì có lẽ là anh Thơ và Quỳnh Đông sẽ mời anh Nhật Sơn cùng vui với lại quý vị khán giả ở đây một chút xíu. Khi đến với chương trình thì những vị khán giả đang có mặt tại chương trình hôm nay sẽ được nhà tài trợ Ramos Man tặng một phần quà là một bộ sản phẩm. Nhưng tất nhiên chỉ được một khán giả thôi. Và có lẽ anh Thơ và anh Quỳnh Đông và nhờ anh Nhật Sơn chọn giúp anh Thơ một quý vị khán giả may mắn nhất ngày hôm nay. Ok. Sơn tính chúc mừng trước người nào sẽ có tên trong lá thăm Sơn bóc, nhưng mà Sơn cũng ước gì Sơn được bóc tất cả những lá thăm này ra, tất cả mọi người được bóc quà. Nhưng mà tiếc quá vì là quy cách của chương trình là vậy, và quy cách thì không thể thay đổi được. Sơn đọc hay là dạ dạ thôi anh Sơn đọc đi, em rung, cái này em rung lắm. Khôi. Bạn Khôi là bạn nào ạ? Cho Sơn hỏi bạn Khôi là ai. Mười bạn. Chúc mừng bạn, bạn là người may mắn ngày hôm nay. Bạn có thể giới thiệu về mình. Xin chào các bạn, mình là Lê Quang Khôi. Mình là fan club của anh Nhật Sơn. Hôm nay mình đến đây dự chương trình này rất là vui khi là nhận được món quà từ anh. Rồi, cho anh hỏi thêm một chút xíu nữa. Bạn nghe anh Nhật Sơn hát lâu chưa? Mới đây thôi. Thế sao thích vậy? Cảm thấy cái lời nó hay. Hay. Như là cái bài tôi vẫn hát. Bài tôi vẫn hát. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và đây là món quà dành cho bạn. Rồi, lấy mặt chương trình xin gửi tặng Khôi cái món quà này và cảm ơn cái sự đồng cảm của Khôi với tôi. Câu hỏi chương trình Nhịp Cầu Nghệ Sĩ. Theo bạn, bộ phim nào ca sĩ diễn viên Thanh Thúy tham gia lần đầu tiên? A. Người con gái đất đỏ. B. Đất khách. C. Ngã rẽ cuộc đời. Với chất giọng truyền cảm, Thanh Thúy đã gặt hái được rất nhiều thành công trong lĩnh vực ca nhạc. Tuy nhiên, Thanh Thúy cũng rất có duyên với điện ảnh và vai diễn đầu tiên đã đưa Thanh Thúy đến với nghệ thuật thứ bảy là vai Võ Thị Sáu trong phim Người con gái đất đỏ. Như vậy, đáp án đúng là đáp án A. Kết quả dự đoán chương trình Nhịp Cầu Nghệ Sĩ kỳ 20, tổng số người tham gia là 8.189. Trong đó tổng số người đoán đúng kết quả là 7.363. Giải nhất thuộc về số máy 0939889312. Giải nhì thuộc về số máy 0939762948. Giải ba thuộc về số máy 0939889314. Giải khuyến khích thuộc về các số máy 0916200026, 0939889309, 0939896808, 0939896415, 0918914863. Mọi chi tiết xin liên hệ phòng quảng cáo và dịch vụ Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long, số 50 đường Phạm Thế Bình, phường 4, thị xã Vĩnh Long, điện thoại 0708345777. Và bây giờ là câu hỏi của chương trình kia này. Khi còn là cậu bé hát, ca sĩ Nhật Sơn đã dùng nghệ danh gì? Đáp án A, Nhật Sơn. Đáp án B, Cảnh Sơn. Đáp án C, Hoàng Tâm. Để tham gia trả lời câu hỏi, quý vị và các bạn có thể gọi trực tiếp đến tổng đài 1900 1799, sau đó ấn phím số 5 rồi làm theo chỉ dẫn, hoặc soạn tin nhắn từ điện thoại di động theo mẫu Nhịp Cầu Nghệ Sĩ cách X cách Y, với X là đáp án mà bạn cho là đúng, Y là số người có cùng dự đoán với bạn, sau đó gửi đến số 998. Hạn chót tham gia trả lời câu hỏi của mỗi tuần là 24 giờ ngày thứ sáu hàng tuần.
để có cơ hội nhận được các giải thưởng hấp dẫn của chương trình, gồm có một giải nhất 3 triệu đồng, một giải nhì 2 triệu đồng, một giải ba 1 triệu đồng và 5 giải khuyến khích, mỗi giải 200.000 đồng. Đặc biệt, mỗi khán giả trúng thưởng còn nhận được một phần quà do chính nghệ sĩ trao tặng. Xin chúc quý vị khán giả may mắn. Thưa quý vị và các bạn, còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc trò chuyện cùng với anh Nhật Sơn. À, vừa rồi thì chúng ta cũng đã hơi vui vui với quý vị khán giả qua những phần quà rồi. Bây giờ anh Thơ muốn vui hơn được nữa. Anh Thơ có ý như thế này đi. Không biết là anh Nhật Sơn có ủng hộ không? Có lẽ là anh Thơ sẽ nhờ anh Quỳnh Đông xuống phía dưới khán giả. Chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi. Đó là anh Nhật Sơn sẽ đưa ra một vài câu hỏi cho các khán giả. Và các khán giả sẽ đưa ra câu trả lời. Nếu như bạn nào có câu trả lời đúng thì các bạn sẽ được nhận một cái poster do anh Nhật Sơn tặng. Có được không ạ? Sơn biết là với cái buổi giao lưu ngày hôm nay sẽ có không ít các bạn trẻ ở đây là lần đầu tiên biết đến Sơn hay là giao lưu. Nên Sơn biết rằng một cái câu hỏi về cái sở thích riêng tư của Sơn có thể là một cái thách thức nhỏ đối với các bạn. Nhưng Sơn muốn có một gợi ý như vậy. Thì thường người ta nói là chỉ cần với ca sĩ thì nghe nhạc của họ sẽ phần nào đoán được tính cách. Sơn hy vọng rằng qua âm nhạc của mình, qua album Tôi Vẫn Hát, nếu như các bạn đã nghe qua thì hy vọng rằng các bạn sẽ nhận được và hiểu được một phần nào sở thích riêng tư của Sơn. Cái này là mới câu hỏi cho cái mốt phải trả lời trước đã. Thôi ạ, rồi bây giờ mời anh Quỳnh Long ạ. Anh Quỳnh Long hãy làm nhiệm vụ của mình đi. Anh Quỳnh Long ơi, cho biết là anh đang ở đâu? Quỳnh Long đang ngồi ngay tại phim trường. Phim trường thì bây giờ mình đang ngồi rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ chúng tôi rất là bình thường đó là ngồi ngay tại hàng ghế của khán giả và đang chờ câu hỏi của anh Nhật Sơn đây ạ. Tất cả các bạn đều đang rất nung nóng. Thôi thì anh Thơ mời anh Nhật Sơn ra câu hỏi đầu tiên đi. Rồi, câu hỏi đầu tiên là Sơn sẽ cho các bạn biết nêu ra ba loại hoa. Sơn sẽ nêu ra ba loại hoa và muốn hỏi là các bạn, theo các bạn thì loại hoa nào là Sơn thích nhất? Hoa cúc, hoa hồng, hoa lily. Hoa cúc, hoa hồng và hoa lily. Bạn nào sẽ trả lời trước ạ? Bạn phía sau đây ạ. Bạn có thể giới thiệu với mình và trả lời một câu hỏi mình Sơn. Em tên là Tâm, em nghĩ là anh sẽ thích hoa lily ạ. Đúng không ạ? Một sự đồng cảm tuyệt vời. Cảm ơn bạn. Bạn Tâm có thể cho biết là bạn đã nghe qua album của anh Sơn chưa? Nghe rồi nhưng mà em chưa có xem quà. Hay quá. Vậy thì bạn rất là xứng đáng nhận được một poster của anh Sơn tặng đúng không ạ? Chúc mừng bạn. Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Còn bây giờ thưa các bạn sẽ là câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này thì anh Thơ xin phép được đưa nha. Anh Thơ có một lần được đọc ở đâu đó một cái vấn đề rất là dễ thương của anh Nhật Sơn. Cái này anh Thơ đưa ra anh đừng có là anh Thơ tội nghiệp lắm. Đó các bạn biết. Khi mà hồi còn học phổ thông á, có một người bạn rất là thân của anh Nhật Sơn thì có đặt cho anh một cái biệt danh rất là dễ thương. Bây giờ, nhưng mà phải nói trước là đây là biệt danh là một con vật ạ. Anh ơi, Nhật Sơn nhắn đưa ra ba đáp án. Các bạn nói từ đó là con gì nha. Đầu tiên, Linh Cuốn. Linh Cuốn. Thứ hai, con mèo. Hoặc là con miêu cho dễ thương đi. Thứ ba là con gà, là chicken á. Các bạn đó nó là anh biệt danh của anh là gì ạ? Bạn nào xuống không trả lời câu hỏi đây ạ? Con cuốn, hai là con miêu và ba là chicken. Xuống gà. Ai sẽ là bạn là gì tiểu tên? Dạ em tên là Thành. Em đáng tên là con chicken. Con chicken. Bạn lại đúng nữa rồi. Chúc mừng bạn. Anh Thơ không ngờ là anh Nhật Sơn lại có nhiều bạn đồng cảm thế như vậy. Bây giờ câu hỏi tiếp theo. Anh Nhật Sơn hay là anh Thơ đây ạ? Thôi Sơn để cho Thơ. Là nhiều nữa đúng không ạ? Tôi nhiều nữa. Đặt câu hỏi là Thơ thích lắm. Ai câu hỏi là mình bị thua rồi đó nha. Câu hỏi tiếp theo đây ạ. Bây giờ anh Thơ sẽ để cho các bạn vẽ ra ba món ăn thôi. Bây giờ câu hỏi hơi khó hơn chút. Trong ba món ăn đó chỉ cần có hai món ăn mà anh Nhật Sơn thấy là anh Nhật Sơn thích thì các bạn sẽ lại thắng anh Thơ thêm 1-0 nữa. Các bạn biểu hiện sự hưởng ứng của mình đi.
câu hỏi nào thì mình thấy có câu hỏi dễ, nhưng câu hỏi khó vừa thôi là hai câu hỏi rất dễ, nên bây giờ phải là cực kỳ khó. Bây giờ bạn ai sẽ là trả lời ạ? Bạn Bảo Bạn. Mời bạn giới thiệu tên. Mình là Phương. Anh thích ăn nhất là món bún mắm. Một món. Hai là bún bò với ba là phở Hà Nội. Toàn là bún không anh ạ? Toàn là bún. Nước không à? Ôi, nghe bạn nói là đói bụng quá. Sơn thấy sao ạ? À? Trước khi Sơn nói là bạn đúng hay không á, thì Sơn cũng cảm thấy rất là vui, là tại vì cái gì có liên quan đến nước thì rất là hợp với mạng, rất là hợp với mạng của Sơn. Sơn mạng học và bạn kể tài những thức ăn có nước. Quá là cũng là một cái điểm làm cho Sơn rất là vui. Có nghĩa là anh thôi có nguy cơ bị thua nữa. Là gì? Xác suất thờ bị thua rất cao. Rồi cho anh thích. Vừa mở ra hai món còn lại đúng là món khoái khẩu. Chúc mừng các bạn rất là nhiều. Và anh Thơ có lẽ là mời anh Quỳnh Đông quay trở lại vị trí của mình ạ. Cảm ơn các bạn. Anh Nhật Sơn nè, anh có thể chia sẻ thêm một chút xíu về cái biệt danh chicken của mình có được không ạ? Bất chuyện gì đã xảy ra vậy? Sơn chắc chắn là không liên gì Sơn đâu. Mà tất cả mọi người ở đây, khi mà còn cái tuổi áo trắng thì ai cũng có một kỷ niệm không bao giờ quên được. Khi mà còn ở ngay nhà trường thì đây, chicken là một trong những kỷ niệm lớn đó của Sơn. Thì khi còn đi học, Sơn hay là cái cây chuyện vui của lớp. Cứ giờ ra chơi hay là trước giờ vào tiết thì luôn bày chuyện ra kể để mọi người cười vui với nhau. Thì có một người bạn học mới nói là suốt ngày cứ o liên tục, có cục cô liên tục như gà. Thì chính cái câu nói đó nó tạo cho các bạn học khác một cái ấn tượng. Và thế là cứ thế, mọi người cứ là gà thôi chứ chưa được chicken đâu. Chưa được cái biệt danh tiếng Anh đáng yêu vậy đâu. Thì đến các tiết học tiếng Anh, học về các loài vật, cô giáo giải thích nào là cat là mèo, dog là chó. Thì đến phiên gà, cô nói là gà tiếng Anh là chicken. Thì cả lớp hoa lên cười và nhìn về phía Sơn. Thì thế là từ đó trở đi, ngay cả cô giáo dạy tiếng Anh khi gọi lên trả bài không gọi tên thật nữa. từ đó chicken lại là cái tên thứ hai của Sơn. Vừa rồi chúng ta đã có những giây phút rất là thú vị với những khán giả đang có mặt tại phim truyền hôm nay. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ phải quay trở lại với cuộc trò chuyện với anh Nhật Sơn về những dự án âm nhạc của anh sắp tới. Sau live show rất là hoành tráng, tôi vẫn hát. Sắp tới thì có dự án nào nữa không ạ? Kế hoạch công việc của Sơn trước mắt thì còn nhiều, rất là nhiều phải thực hiện. Nhưng thì trước tiên hết, công việc đầu tiên hết là Sơn đang thu âm cho Vol 2. Đang thu âm cho Vol 2 thì bên cạnh phát hành album thì là một loạt những công việc hỗ trợ cho cái quảng bá và giới thiệu cho album lần này. Nói tổng quát là vậy, nhưng thực ra trong cụ thể thì rất nhiều thứ sẽ phải chuẩn bị. Thì bây giờ Sơn có thể cho biết thêm nữa là với album mới này thì Sơn sẽ thể hiện phong cách mới không? Hay là sẽ tiếp tục theo con đường âm nhạc mình đã lựa chọn mấy lâu nay? Album Vol 2 lần này thì sẽ nhiều màu sắc âm nhạc hơn, nhiều màu sắc âm nhạc hơn. Nó có dance, R&B, hip hop, slow rock, rock ballad, cả rock nữa, cả heavy rock cũng có nữa. Còn album tiếp theo là CD, VCD hay DVD ạ? Lần này Sơn phát hành audio CD, chỉ audio CD. Bây giờ chúng ta cũng đã được trò chuyện với ca sĩ Nhật Sơn, nói về công việc, nói về sở thích của Nhật Sơn. Vậy thì bây giờ Nhật Sơn có thể bật mí một chút xíu về gia đình, bản thân của Nhật Sơn, cuộc sống hiện tại của Nhật Sơn như thế nào? Thì Sơn là con út trong nhà, là út trong nhà nhỏ nhất. Cái đó thì Sơn không chắc. Út trong nhà thì bây giờ Sơn cũng đã hoàn toàn trưởng thành rồi, bước qua khỏi cái tuổi 20 rồi thì độc lập hoàn toàn về mọi thứ. Ngay cả cái cuộc sống, hiện tại thì Sơn đang sống một mình. Thì cuộc sống thì giờ không có gì chi phối Sơn hết. Hoàn toàn thời gian, tâm trí, tất cả đều dồn cho âm nhạc. Anh Thơ còn nhớ đến một vấn đề nữa à. Đó là anh Thơ nghe hình như là anh có dự định là sẽ tổ chức live show dành cho các sinh viên, đúng không ạ? Vâng, đây là một cái kế hoạch. Nó cũng nằm trong cái dự án quảng bá cho Vol 2 của Sơn. Thì lần này thì sẽ là một cái tour cho một số trường đại học
và một số sân khấu dành riêng cho sinh viên. Sơn sẽ bắt tay vào công việc này, còn cụ thể và chi tiết thì cho phép Sơn gác lại câu trả lời vì không đủ thời gian để nói hết ra đâu. Với lại là Sơn muốn nghe nhiều chút xíu gì đó. Vì số này có như là một sự quảng bá cho album mới của Sơn. Vậy thì ngay tại phim trường ngày hôm nay, Sơn có thể giới thiệu một ca khúc mới nhất trong album của mình được không? Vâng. Một ý kiến tuyệt vời của cô của Đồng. Vâng, ca khúc tiếp theo sau đây Sơn hát tặng các bạn sẽ có mặt trong vol 2 của Sơn, một sáng tác của Lý Huỳnh Long và Đỗ Đình Phúc, Sống Trong Kỷ Niệm. Bài hát này Sơn sẽ cùng biểu diễn với vũ đoàn TNA. Xin một tràng pháo tay nữa cho vũ đoàn TNA ạ. Cảm ơn vũ đoàn TNA, cảm ơn các bạn rất nhiều. Dạ thưa anh Nhật Sơn ạ, một lần nữa cho phép anh Tờ được thay mặt những người thực hiện chương trình rất cảm ơn anh vì anh đã nhận lời mời đến với chương trình ngày hôm nay. Và với những gì mà khán giả đã được đón nhận ở vân 1 của anh và những gì mà anh đã ấp ủ ở vân 2 thì anh Tờ xin chúc cho anh sẽ thành công hơn nữa trong vân 2 của mình. Và trước khi nói lời chào tạm biệt với khán giả thì anh còn điều gì nữa muốn tâm sự không ạ? Không còn gì nhiều hơn nữa là lời duy nhất Sơn muốn nói trước tiên là cảm ơn ban tổ chức của Nhịp Cầu Nghệ Sĩ đã làm ra chương trình và đã có lệnh mời để Sơn có một lần cơ hội nữa được đến gần với quý khán thính giả ở khắp nơi. Và điều nhắn nhủ thứ hai là Sơn muốn quý vị hãy luôn ghi nhớ rằng dù là cậu bé hát Cảnh Sơn ngày xưa hay là chàng ca sĩ Nhật Sơn bây giờ thì tiêu chí để hoạt động nghệ thuật và âm nhạc của Sơn vẫn là trân trọng tình cảm và sự yêu mến của tất cả quý vị. Nhà chúc Nhật Sơn sẽ nhận được nhiều hơn nữa tình cảm yêu mến của quý vị khán giả. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhịp Cầu Nghệ Sĩ do Đài Truyền hình Vĩnh Long và Công ty Truyền thông Sóng Việt phối hợp thực hiện cùng với sự tài trợ của nhãn hàng dầu gội trị gạo Ramosman đến đây cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình kỳ sau. Thân mến và tạm biệt. Dầu gội trị gầu Ramosman hân hạnh tài trợ chương trình này.
Giới thiệu dầu gội trị gầu Ramusman. Ramusman, dầu gội giàu dưỡng chất với ZBT hàm lượng cao cho hiệu quả tức thì, ngăn ngừa gầu, mượt tóc cùng bạc hà mát lạnh. Ramusman, dầu gội trị gầu thế hệ mới. Ramusman.